Để mấy mấy giá. Nam em tình đó là không ra lấy. Ở kia cho Thuận đâu, bà nã chứ. Đứng quay mặt chị nghe. Không, chị quay cục mụn quá. Nó cúi xuống là nó gửi trả xuống rồi. Cơ thể đảo thời tiết vậy là bị gì? Bị giống chạy đó. Nhức mũi, nhức đồ. Có mũi không gửi được mùi nha. Em bình thường. Thì nó không gửi được mùi luôn. Ừ. Giữ mũi mũi răng, đập chân quá rồi có thể gửi được cái gì vì không gửi được mùi luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em chơi cửa chị Hiền. Là cửa đầu tiên đúng không? Ủa nó không được thì lót rồi. Ủa chị Hòa cái đi lò mắm thái. Ủa nam sĩ là 500 chứ? Nam sĩ là 500 chứ? Nam sĩ hả? Là 500 chứ? Ủa trời trời trời. Đau không chị? Phải không? Cái mà hai ván ấy mà cục ván hai công ty cục ván sao thua à, mà chạy đi lát chạy cái bài tốt quá à, cũng như lát một ván thôi, còn ván kia làm mày giấu đó. Em ba hai rồi, ba hai mà. Cái gì mà?
Ồ, đang nha. Được rồi, đi vào.